Tình trạng dừng đỗ xe không đúng quy định đang diễn ra khá phổ biến tại thành phố Thanh Hóa, gây mất an toàn giao thông. Trong đó có không ít trường hợp dừng đỗ phương tiện ngay sát góc cua rẽ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông khác. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa không khó để bắt gặp những trường hợp phương tiện dừng đỗ như thế này. Phương tiện dừng đỗ ngay sát mép cua rẽ, thậm chí ở vòng cua, gây cản trở và nguy hiểm đối với những phương tiện khác khi chuyển hướng. Dừng đỗ ngay phòng cua khiến các phương tiện khi chuyển hướng bị khuất tầm nhìn cũng như bị cản trở, phải chạy lấn vào phần đường của phương tiện khác, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nhiều lúc là tôi đi đến các ngã tư ngã ba thì nhiều lúc tôi giật mình bởi vì là các xe là đậu rất sát các mép cua thì thường dễ hay gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông thì tôi thấy như vậy thì rất nguy hiểm đề nghị các cơ quan chức năng nên xem xét lại ở các ngã ba ngã tư về cái tình trạng mà đậu đỗ xe. Theo quy định, xe dừng đỗ phải cách ít nhất 5 mét, tính từ mép đường giao nhau. Việc dừng đỗ xe sát như thế này không những nguy hiểm mà còn trái quy định. Tuy nhiên trên thực tế lỗi vi phạm này ít bị xử lý khiến nhiều người vẫn chủ quan thường xuyên vi phạm. Mình thấy là nhiều cái ngã tư mà người dân thì khi có không có chỗ đậu thì hay đậu ngay sát vào cái lề không cách được không cách ngã tư 5 mét gây ảnh hưởng khi mà hai xe giao nhau không nhìn được khuất nữa, tầm nhìn ấy. rất dễ xảy ra tai nạn vì lúc đấy không kịp phản ứng khi mà hai xe nó đến, đến lúc tiếp xúc với nhau ấy. nên là đề nghị là cơ quan chức năng tuyên truyền và xử lý mạnh tay về những cái vấn đề này để gây đỡ gây cho ảnh hưởng người dân đi lại ấy thực tế đã có không ít vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra do phương tiện dừng đỗ không đúng quy định do đó người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức thực hiện dừng đỗ phương tiện theo quy định lực lượng chức năng cũng cần tăng cường tuyên truyền nhắc nhở xử lý nghiêm hành vi dừng đỗ sát góc cua gây mất an toàn giao thông